Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc màu áo crop top có họa tiết lượng sóng như thế này nha. Nguyên liệu mình sử dụng là len lưu cô tông, cuộn 125g, sợi 2mm. Ở đây mình sẽ sử dụng khoảng 1 cuộn và kim móc là kim móc 3.5mm. Đầu tiên mình sẽ tạo mũi móc. Thì để móc họa tiết lượng sóng này, số mũi bính mình sẽ tạo sẽ là bộ số của 20 cộng cho 1 nha. Ở đây mình sẽ móc là 81 mũi. Sau khi móc được 81 mũi bính, tiếp theo mình sẽ móc lên thêm 3 mũi bính nữa. Thì 3 mũi bính mình vừa móc lên thêm ở đây sẽ được xem là một mũi kép được móc ở bính đầu tiên vị trí này. Mình sẽ bỏ qua bính đầu tiên này, tiếp tục bỏ qua bính thứ hai và móc vào bính thứ ba một mũi kép. Bỏ qua bính thứ tư, móc vào bính thứ năm một mũi kép. Tiếp theo móc vào bính thứ 6, 5 mũi kép chung chân. Tiếp theo móc vào bính thứ 7 một mũi kép. Bỏ qua bính thứ 8, móc vào bính thứ 9 một mũi kép. Bỏ qua bính thứ 10, móc vào bính 11 một mũi kép. Bỏ qua bính thứ 12, móc vào bính 13, một mũi kép. Bỏ qua bính 14, móc vào bính 15, một mũi kép. Sau khi móc được 5 mũi kép ở đây, tiếp theo bính thứ 16, mình sẽ móc 5 mũi kép chung chân. Tiếp theo bính thứ 17 móc một mũi kép. Bỏ qua bính thứ 18, móc vào bính thứ 19 một mũi kép. Bỏ qua bính thứ 20, móc vào bính thứ 21 một mũi kép. Bỏ qua bính thứ 22, móc vào bính 23 một mũi kép. Bỏ qua bính thứ 24, móc vào bính 25 một mũi kép. Sau khi được 5 mũi kép, tiếp theo bính thứ 26, mình lại tiếp tục móc 5 mũi kép chung chân.
Mình sẽ lặp lại cách móc như vậy cho đến hết 81 bính nha. Năm chân móc cuối cùng của mình là một kép. Bỏ một bính đến một kép. Bỏ một bính và cuối cùng là một kép. Kết thúc hàng thứ nhất, tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Quay sản phẩm lại để móc tiếp hàng thứ hai. Thì từ hàng thứ hai trở đi, mình sẽ móc vào nửa chân móc phía sau. Đây, một chân móc của mình sẽ có hai sợi len như thế này, thì mình sẽ móc vào những sợi len nằm ở phía sau nha. Ở hàng thứ hai, mình sẽ móc vào mỗi chân móc một mũi kép. Thì 3 mũi bính mình vừa móc lên thêm ở đây sẽ được xem là một mũi kép được móc ở chân móc đầu tiên vị trí này. Bỏ qua chân móc đầu tiên này, móc vào chân móc thứ hai, mũi kép thứ hai và mình sẽ móc vào nửa chân móc phía sau. Chân móc thứ ba cũng móc vào nửa chân móc phía sau, mũi kép thứ ba. Mỗi nửa chân móc mình sẽ móc một mũi kép cho đến hết 81 chân móc nha. Mũi móc thứ 81 là mũi móc được tạo từ 3 mũi bính. Do đó mình sẽ móc vào mũi bính thứ 3 vị trí này, mũi bính gần với chân móc thứ 80 nha. Đây, mũi bính này và mình cũng sẽ móc vào sợi len nằm ở phía sau. Sợi len ở đây. Móc vào đây mũi kép cuối cùng, mũi kép thứ 81. Kết thúc hàng thứ hai, tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Quay sản phẩm lại để móc tiếp hàng thứ ba. Thì ở hàng thứ ba, mình sẽ lặp lại cách móc họa tiết lượng sóng ở hàng thứ nhất. Cụ thể như sau, 3 mũi bính mình vừa móc lên thêm ở đây sẽ được xem là một mũi kép được móc ở chân móc đầu tiên vị trí này. Bỏ qua chân móc đầu tiên này, bỏ tiếp chân móc thứ hai, móc vào chân móc thứ ba một mũi kép. Và mình cũng sẽ móc vào nửa chân móc phía sau nha.
Tiếp theo, bỏ qua chân móc thứ tư, móc vào nửa chân móc thứ năm một mũi kép. Tiếp theo, chân móc thứ sáu, móc vào nửa chân móc phía sau 5 mũi kép chung chân. Tiếp theo, chân móc thứ bảy, một mũi kép. Từ hàng thứ hai trở về sau, tất cả các mũi móc mình sẽ đều móc vào nửa chân móc phía sau nha. Bỏ qua chân móc thứ 8, móc tiếp vào chân móc thứ 9 một mũi kép. Bỏ qua chân móc thứ 10, móc vào chân móc 11 một mũi kép. Bỏ qua chân móc 12, móc vào chân móc 13 một mũi kép. Bỏ qua chân móc 14, móc vào chân móc 15 một mũi kép. Đều móc vào nửa chân móc phía sau nha. Sau khi được 5 mũi kép. Tiếp theo, chân móc thứ 16, mình sẽ móc 5 mũi kép chung chân. Tiếp theo sẽ là một mũi kép, bỏ một chân móc đến một mũi kép. Các bạn cứ móc xen kẽ như vậy, tương tự cách móc ở hàng thứ nhất cho đến hết 81 chân móc nha. Mũi móc cuối cùng ở đây là mũi móc được tạo từ 3 mũi bính. Mình sẽ móc vào mũi bính thứ 3, mũi bính trên cùng gần với chân móc thứ 80. Mình cũng sẽ móc vào sợi len nằm ở phía sau này nha. Kết thúc hàng thứ 3, tiếp theo mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Quay sản phẩm lại để móc tiếp hàng thứ tư, thì ở hàng thứ tư mình sẽ lặp lại cách móc của hàng thứ hai, móc vào mỗi nửa chân móc phía sau một mũi kép cho đến hết 81 chân móc. Ba mũi bính mình vừa móc lên thêm ở đây sẽ được xem là một mũi kép được móc ở chân móc đầu tiên vị trí này. Bỏ qua chân móc đầu tiên, móc vào chân móc thứ hai mũi kép thứ hai. Chân móc thứ 3, mũi kép thứ 3.
Mỗi nửa chân móc phía sau, mình sẽ móc một mũi kép cho đến hết 81 chân móc nha. Mũi móc cuối cùng là mũi móc được tạo từ 3 mũi bính thì mình cũng sẽ móc vào sờ len nằm ở phía sau của mũi bính trên cùng, mũi bính thứ 3 này nha. Kết thúc hàng thứ tư, mình vừa móc xong 4 hàng móc, mình có mẫu họa tiết lượng sóng như thế này. Ở các hàng móc tiếp theo, mình sẽ lặp lại các hàng xen kẽ, một hàng lượng sóng, một hàng các mũi móc bình thường cho đến khi đạt độ dài của áo theo mong muốn. Ở đây mình sẽ móc thêm 28 hàng nữa, tổng số hàng móc của mình là 32 hàng và hàng kết thúc sẽ là hàng lượng sóng nha. Sau khi móc được 32 hàng, tiếp theo mình sẽ móc lên thêm một mũi bính, kéo và cắt len. Tiếp theo mình sẽ móc thêm dây buộc vào hai vị trí này nha. Mình sẽ dùng sợi len mới tạo mối móc. Ở cụm 5 mũi kép chung chân này, mình sẽ chọn mũi móc ở giữa. Mình sẽ đâm kim móc vào đây. Đây là mặt phải của sản phẩm nha. Lấy mũi móc vừa tạo kéo qua. Sau đó mình sẽ móc lên 75 bính. Sau khi móc được 75 bính, mình móc lên thêm một mũi bính, kéo và cắt len. Sợi len thừa ở đây, mình sẽ giấu vào mặt trong của sản phẩm. Sau đó móc tương tự ở bên còn lại và cũng sẽ móc phần thân sau tương tự ở phần thân trước nha. Sau khi móc được hai phần thân sau và thân trước, tiếp theo mình sẽ ráp hai phần này lại với nhau. Cụ thể mình sẽ ráp như sau. Mình sẽ áp hai mặt phải của phần thân trước và thân sau lại với nhau như thế này, sao cho các hàng móc đối xứng nhau. Mình sẽ dùng sợi len mới tạo mối móc. Thì để ráp hai phần thân này lại với nhau, mình sẽ sử dụng mũi đơn để móc. Và cứ một hàng mũi kép như thế này, mình sẽ móc vào đây là hai mũi đơn nha. Cụ thể như sau, đầu tiên hàng móc thứ nhất ở mặt trên, mình sẽ đâm kim móc vào đây. Hàng móc thứ nhất ở mặt dưới, mình sẽ đâm kim móc vào đây. Thì trên mỗi mũi móc đầu hàng móc, mình có thể chọn vị trí nào cũng được, miễn là một hàng móc như vậy mình sẽ nối bởi hai mũi đơn là được nha. Thì ở đây mình sẽ đâm kim móc vào vị trí này. Lấy mũi móc vừa tạo kéo qua. Móc lên một mũi bính. Thì một mũi bính mình vừa móc lên ở đây sẽ được xem là một mũi đơn được móc ở hàng thứ nhất. Tiếp theo mình sẽ móc vào hàng thứ nhất này thêm một mũi đơn nữa. Mình sẽ đâm kim móc vào đây. Và mặt dưới mình sẽ đâm kim móc vào đây. Những sợi len thừa này mình sẽ giấu trong khi móc luôn nha.
Mình đã nối xong hàng thứ nhất, tiếp theo sẽ là hàng thứ hai. Mình sẽ đâm kim móc vào đây. Hàng thứ hai ở mặt dưới, mình sẽ đâm kim móc vào đây. Móc mũi đơn thứ nhất. Tiếp theo, mũi đơn thứ hai. Mình đã nối xong hàng thứ hai, tiếp theo đến hàng thứ ba, mình sẽ đâm kim móc vào đây. Hàng thứ ba ở mặt dưới, mình sẽ đâm kim móc vào đây. Móc mũi đơn thứ nhất. Tiếp theo mũi đơn thứ hai. Mình đã móc xong hàng thứ ba, tiếp theo đến hàng thứ tư thì mình sẽ nối tương tự như vậy cho đến hết 32 hàng móc nha. Sau khi nối xong 32 hàng móc, tiếp theo mình sẽ móc lên thêm một mũi bính, kéo và cắt len. Sợi len thừa này, mình sẽ giấu vào đường nối len ở đây luôn nha. Đường nối ở mặt phải của sản phẩm sẽ như thế này nha. Mình cũng sẽ thực hiện nối tương tự ở bên còn lại nha. Đây là sản phẩm của mình sau khi hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy video của mình hữu ích, hãy bấm đăng ký miễn phí bên dưới để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.